Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với một ca khúc với ca từ lắng đọng, xa xiết, viết về Bác Hồ, viết về Nam Bắc, về hình ảnh quảng trường Ba Đình lịch sử, ai cũng xúc động vô cùng. Ca khúc Phẩm Chất Ba Đình, sáng tác Thuật Yến do chị Kim Anh thể hiện. Xin quý vị cùng thưởng thức. Bye.
Chúng ta hãy làm một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng chị Phương Anh đã thể hiện rất thành công ca khúc.